Rồi, hello anh em nhá. Em vẫn là Quyết Bắc Giang đây, chuyên giới thiệu động cơ, máy để cho anh em tham khảo phù hợp với nhu cầu của mình thì anh em có thể sử dụng được. Đấy, bên em thì giờ hôm nay em quay chi tiết là ba con máy, là con máy có số lùi này. Máy nó giống lốc 67 nhưng đời trên nhá, lắp cho Uazim Cookwin. Đấy, còn đây con đặc biệt riêng cho cái dòng máy 67. Đây là cái hãng Giang Linh, người ta sẽ đã sản xuất ra cái loại này, hàng của Đài Loan anh em nhá. Đây. Chuyên xe thay thế cho các dòng xe cúp xe 67 nha anh em nhé. Đấy. Chuyên lắp ráp cho 67 đây. Về sau anh em có thể tháo ra thay mang cá zin vào. Đây còn hàng mới của nó thì nó không có rất nhiều anh em mua về rồi mua đây con thứ 2, thứ 3, thứ 4 rất chi là nhiều luôn. Tháo lại ra đây. Đấy. Đây em sẽ quay chi tiết bộ điện của nó nhá. Đây là 4 số tròn. Công suất của nó là 124 nha các bác nhá. Đây. Sau các bác đã thay mang cá zin vào đây là ok, đẹp nhất. Đấy. Đây hệ thống điện của nó đây. Đấy. Cốt 17 nhá. Đây. Anh em. Rất chi là ngon và đẹp. Thật sự với anh em là anh em làm lại con máy 67 cũng đã mất đôi triệu rồi, nên là con máy này lúc nó chỉ trên 3 triệu một chút thôi. Thì anh em cứ liên hệ giá của em, thì cái giá bán thì bên em còn kèm theo cả bình xăng con này, cần đạp cần số nha anh em nhá. Đấy, và anh em chỉ được thay thế sang thôi. Là bộ điện thì anh em phải ra thợ cơ. Đây, công suất máy nó là 124. Đấy. Côn trước nhá, giống y con 67 luôn các bác nhá. Đấy. Các bác lưu ý. Có nhu cầu như là các bác liên hệ trực tiếp em, thì cái giá này em ship hàng toàn quốc là COD. Nhận hàng trả tiền, kiểm tra hàng ok các bác thanh toán nhá. Đấy, còn bác nào thiện chí thì cứ gọi điện cho em. Đấy. Còn đây là cái mặt hàng thứ hai là con máy 67 máy đen nhá. Công suất cũng là 124 luôn. Tất cả là hàng mới. Cái giá của nó thì các bác liên hệ đi. Hàng em cũng không báo giá luôn. Thì cũng nhiều người bán mà, người lọ người kia, nên là các bác cứ thông cảm. Đấy. Hàng cũng cực đẹp, cực chất. Đấy, cái lốc bên này thì giống con quay rồi. Nó theo cả mang cá hết nha các bác nhá. Theo mang cá hết. Đấy. Đây. Rất chi là đẹp. Đấy. Đấy, còn con thứ ba. Con này là con máy các bác này. Đấy, con 3 tiến một lùi hỗ trợ cho người khuyết tật này. Hoặc là các bác gắn go kart này. 3 số tiến một số lùi. Đây sau em sẽ giới thiệu chi tiết. Đây cái mặt có giống con Super Cup nhá. Các bác nào lắp con cúp được, đi anh em đi 4 số chọn được. Cũng không cứ phải là có số lùi. Đấy. Cũng đầy đủ mang cá hết nha anh em nhá. Đây. Thì anh em lưu ý đây, 4 số 3 tiến này. Đây. Quay chi tiết này. Đấy, 123R đây. Như này 1 này, 2 3 nó là tiến đằng trước nhá các bác nhá. Nó tiến đằng trước sau nó lại lùi lại. 3 2 1 xong bắt đầu là anh em có cái mức mò ở giữa nhá. Cho anh em lùi trực tiếp bằng nhông xích nhá anh em nhá. Hoặc là anh em khuyết tật là lùi được luôn. Đấy. Anh em nhá. Đấy, đấy là lùi được luôn. Đấy là ưu điểm của con máy này. Công suất cũng nó 124 hết. Hàng máy cực đẹp, cực ngon, máy zin luôn. Máy mới đập thùng từ bên Đài Loan về. Đây hàng của em toàn hàng Đài Loan này. Đấy. Bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại là vẫn là Quyết Bắc Giang. Đấy, em giới thiệu một chút sơ qua về ba con máy thôi. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em nhé, hoặc là các bác có thể đăng ký kênh xem có những video là hay các bác có thể xem.